Ok, hôm nay đội xe Cacam đã tiến hành thay còi cho em Kia. Đấy, đây bây giờ đang đang test còi nguyên bản nhé. Đấy, như tiếng kêu bíp bíp. Bíp bíp. Rất là học sinh. Bây giờ chúng ta sẽ thay em còi Dr.Fischer của Đức nhé. Còn nó lên giám đốc chủ tịch đi. Ok. Rio, xong rồi. Con này lắp nó hơi khó chút do vị trí đặt còi, nên phải hạ cản. Bây giờ xong rồi anh. Rất là uy lực và văn hóa.